gặp là em thích rồi. Thích xong rồi nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi. Lúc đó em không có biết. Nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em út là con ơi con làm mai cho anh với con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia. Không có chịu. Trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Lúc em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Nói trời trời chuyện gì xảy ra vậy? Bọn mình có chuyện gì em mình không có biết, người ta có bạn gái không biết gì hết luôn. Mà nghe bạn ấy nói thì em chỉ biết khóc. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Bây giờ chị cũng nôn nao muốn biết là vợ chồng em làm cái gì ha. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Truyên. Em tên Trịnh Thanh Đa, hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá ha. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân, năm nay em 33 tuổi và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Rồi cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên là em là bạn thân của em út của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Dạ đúng rồi. Thì em thấy sự chững chạc của anh ấy và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm. Rồi lúc đó Đa em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á, trong veo á. Trong veo. Lúc đó vợ em có đẹp như bây giờ không? Lúc đó đẹp hơn nhiều. Wow, vậy đó hả? Hồi xưa chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Khi mà gặp là em thích rồi. Thích xong rồi nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ổng quen là 9 năm rồi. Lúc đó em không có biết. Nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em út là con ơi con làm mai cho anh với con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia. Không có chịu. Mới nói với anh Đa như thế đó. Thì mình về mình thích rồi. Thành ra là lúc đó cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Rồi xong vài hôm sau đó, thế là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bối rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Nhắn qua nhắn lại và hôm sau là tới lễ tình nhân. Thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Em tưởng nó ổng. Nghe tiếng phụ nữ. Thế là bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Nói trời trời chuyện gì xảy ra vậy? Bọn mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết, người ta có bạn gái không biết gì hết luôn. Mà nghe bạn ấy nói thì em chỉ biết khóc. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Vậy thì bây giờ là đã nói cho vợ em nghe đi, là sau cái buổi đó đó thì cái tâm trạng em sao? Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì một khoảng thời gian thì cũng có quen tiếp tục. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình là chọn con đường vợ mình sau này là như thế nào, rồi phải xứng đáng hay không. Thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu lâu? Cũng khoảng ngắn à. Tại vì em đã có cái ý định trong đầu sẵn rồi. Mình chia tay nhưng mà trong một cách là gọi là êm đẹp nhất. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có liên lạc với Ngân không? Hay là... Dạ, hay trong là... khoảng thời gian đó là cắt đứt liên lạc luôn. Sau khi em ra trường rồi, em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó đó là vô tình cha của em á muốn gả em cho một người, một người khác nữa. Dạ đúng rồi, ở dưới Kiên Giang dưới quê á. Cha nói là cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm, cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất thì cha gả cho con của người bạn thân của cha. Thì cha anh mới đi du học ở Mỹ về, xong cái em không chịu. Em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy hai tháng chứ gì, nhắn tin lại khoảng mấy hai tháng thôi. Thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không. Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy, nói thật với anh cưới em đi. Cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó rồi là lúc đó em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Ông nói là tuần sau ông xuống, ông sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ông xuống. Thì là ông xuống thật. Đưa ai xuống? Đưa mẹ hay là đưa mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha, cha đóng cửa cái vòng, cha ở chậm luôn, cha không thèm ra. Lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc. Bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó, cái ở chồng cha không khóc. Thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra. Tới trong này cái là
em ngồi em khóc rồi. Em nói ở ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu. Đó rồi em bỏ cái giấy hấu rồi em mới nói em xin lỗi anh. Bởi vì á, chắc không biết cha có đồng ý hay không. Ông nói là cỡ nào anh sẽ cưới được em. Rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng phòng khoảng nửa tiếng rồi cái nghe cười ha ha hả anh xui bắt tay gì. Trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Thì á thằng ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi cái kia mình cũng không biết luôn. Vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ sau chừng tháng rồi chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới nắm tay đầu tiên. Mẹ nói là gần đám nói thì chuẩn bị đi mua vàng cưới, mua quà cưới lên thơ. Thì xin thì cha không cho đi. Cha nói không có cho đi, chừng nào cưới xong mới được đi riêng. Cha đi cỡ đó. Là vẫn còn sợ. Xong rồi mẹ bảo đảm, mẹ nói đưa đi xong rồi về liền. Đó, thì bắt đầu lên trên xe thì hai đứa là đầu tiên mới nắm tay nhau, nóng từ Kiên Giang suốt là hai đứa nắm tay chặt mà không dám nói gì hết. Không đứa nào nói gì đứa nào hết. Thì bạn đang là một người cực kỳ mà ít nói. Còn trong khi em thì lúc đó mình ngại muốn chết. Thành ra đâu có nói gì đâu. Hai đứa nắm tay đi suốt chặng đường tới Cần Thơ luôn mới buông. Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, làm đám cưới rồi. Có em bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy tuổi rồi cưng? À một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Quan trọng là em cứ về là em thời gian đầu em không sống không hạnh phúc. Là bởi vì em cứ nhớ lại chuyện cũ. Ghen á hả? Ghen lắm. Ghen với cái ngày xưa cũ đó hả? Tại vì... cảm nhận hồi nãy nội đây vẫn còn ghen hay sao á? Vừa nhắc tới có lần nữa cứ mắc liền. Như vậy là sẵn đây á, em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á, một cái điểm xấu đó là ghen. Thế rồi đó. Bây giờ em kể tiếp đi. Đúng rồi, Ngân còn cái tật xấu nào đó theo em á? Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Tao thấy mau nước mắt lắm mà. Nước mắt mau ghê nhưng mà tai nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý. Không dữ. Tác động vật lý với em không? Cũng có một chuyện. Cái bức ức của em á là em chở vợ đi dạo. Rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn đi á. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Máu ghen nổi vậy á. Thì đó bà hừng sao nè. Hừng lên nè. Hưng lên vừa về tới nhà mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh rồi. Đánh em luôn hả? Đánh luôn không nói gì. Đau không? Không đúng không là mình đội nón bảo hiểm. Rồi sao hai chồng có giận nhau không? Lúc đó có giận lúc đó đa xử lý làm sao? Rồi xong cái rồi em vạo qua nói tại sao mày đánh tao, tại sao mày đánh tao. Bà lần đầu tiên chịu đau bà này mà, đúng rồi mình đâu có làm gì đâu mình cứ nói vậy thôi mà tự nhiên cái đụng đánh mình. Bà này bảo nghe cái câu mày gì đó không bảo hơn nữa. Tại vì em là một người không thích nói chuyện chỗ đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng. Em tổn thương quá trời, có em bị xèo xuống em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Em lấy loại thuốc này tính tự giận. Trời đất ơi. Em lấy thuốc tự giận. Không có gì luôn á. Hiểu sao các em cảm thấy rất là nặng nề. Em bảo nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự rất là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Nghe tin nhắn của bà này tự giận này kia là mình hết hồn. Về chạy kiếm vòng nhà không có. Tôi thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được. Kêu qua không nghe, rồi đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống thuốc tùm lum hết trơn. Đem lôi vô toilet, đổ nước vô chặn cho ối ra. Sốc ruột luôn. Hai điểm xấu, quá là sốc nổi. Tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi. Em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa thôi. Còn 30%. Dạ. Rồi cái ghen. Ghen là 90 à. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. À còn 10, còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không phải giữ, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái ở nhà nữa. À tới điểm ngon rồi. Vậy em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Trong chương trình này thì anh cũng muốn em là không còn không giữ nữa. Cái không giữ nó phải có nguyên nhân. Thành ra bây giờ muốn biết cái tật xấu của chồng để mình biết nguyên nhân tại sao Ngân không giữ. Đó bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. Tật xấu thì em nghĩ là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói đúng rồi, hot boy lạnh lùng. Mẹ em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em không giữ? Thì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi. Hôm nay không bao giờ nói chuyện, em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi, nói lại. Đó, thành ra là mới không giữ. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Thấy em buồn một cái gì, biết em buồn cái gì đó rồi thì tự động đi lãng mạn hơn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em, để chia sẻ nhiều hơn. Cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều và cũng thật sự từ lúc cưới em bây giờ mà nói cái câu mà anh yêu em chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi. Sau ngày hôm nay mình thay đổi, có thể về hai vợ chồng mở lòng ra tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Tức là khi mà mình đã chọn nhau
Có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình. Chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sao đa một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói cho chị nghe coi. Thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh. Thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Đó là nha. Đáng yêu quá. Trời, cảm ơn tụi em rất là nhiều. Và công việc của bạn này thì lại là nhiếp ảnh. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội ông bà ngoại? Là riêng để đi con làm việc ở Hà Nội ạ. À tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà. Rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhất khởi là nghiệp gì nữa. Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được, lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Thế có lúc con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì với cả kiểu như là con cũng ở cáu gắt. Và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm, cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Tại vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng ạ. Rồi, cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vậy vâng, con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì thì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ, bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra. Bởi vì tất cả những cái việc đó là, tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà, tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được,
rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái, với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được, không ngủ được, con suy nghĩ đủ thứ trên đời và con phải nói, không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Ví dụ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy cũng không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy, thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên thì là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có, có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn á. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình, hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là tác. vẫn còn đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu, thật ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng cái kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ rồi. Bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái như, style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Đó. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng này. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính.
Ừ. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế hay là một nè. Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và cũng họ quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, cũng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ ạ. Không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng đó, cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. Rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy, để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì không, con cứ để hoài, nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay.
Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ nhá. Ôi vợ, để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Ừ. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng ngủ gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Thấy, sổ ôi tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm á. Ừ. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Ừ. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta